thiên năng cung phục nghi bái đạo nghi cung thỉnh mời Phật thánh lai đạo nghi đàn duyên tiếng mở rung rung ngày lành nghi tiếng mở rung rung nghi Thỉnh chư tam tòa tiên thanh hội công đồng nghi mẫu giang nghi từ xúc nghi thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thiên tiên đi mã vàng thanh mẫu nghi tự nhiên đi đồng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nấu hương dạ nhiệt pháp dính mong muôn chư Phật hãy hồi tất sau văn thủy xứng kết tương vân thành nghi kết văn chư Phật hiện còn thân đinh làm mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát Nam Bồ Hương vân cái Bồ Tát Ma Tát Nam Bồ Hương vân cái Bồ Tát Ma Tát sẽ loan thánh giá thánh mẫu hồi cùng mẫu đệ nhị thành tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhị thành tiên đi tích xưa hiển thánh trong đền sông sơn xuống đội ngang cùng người phố cát đi dìm một màu gió mát đi sắc thanh cảnh rành rành in đô bát cảnh rành rành lâu tần ngã xanh thì thành khôn so sẽ loan thánh ta thánh mẫu hồi cùng mẫu đệ tam thánh tiên là thỉnh mời mẫu đệ tam thánh tiên sinh nhân ngọc nữ ngự đền thoại cung chín đan hai ngàn mẫu yên minh giang gia du từ mẫu đường vô hương hòa lội tắc thanh đường chi tâm thiên thương nhất chu viên thập phương làm mô hương cúng giang bồ tát ma tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát nam mô hương cúng giang bồ tát ma tát dòng ngàn ai quan phật cơ diệu quan minh chiếu từ trung an ninh tâm cúng giang kim phục hoàng đồng đặc thành chúa thiên dùng thành gia hồi cúng có lệnh truyền ra đức thánh âm nghi có lệnh truyền ra các quan tỷ bộ cũng là chữ dịch cô bình tao và ta thành tiền đánh đông dẹp bắc đi tung hoành mọi nơi
truyền ra đức thánh ông nghi có lệnh truyền ra các quan tùy bộ cùng là chí dinh vô bình tam phạt nam thành. Hãy quang dòng nhang tâm cơ diêu ngài về xứng tư trung ngã đích tăng cúng giang kim phục hoàng tân bần thánh đế tiên sùng vương. Dần dần đổi mệnh hương viên đại hương tông đối chép viên lòng thành thế do vị thượng tràng sinh. Khai tâm khai tính khai khoáng cho trần tử đầy bóng khí vẻ vàng. Đi Nam Mì Phong xúc thánh ngài vạn vạn tuế mà thanh cùng ngài ban phép y muôn dân con điều nghỉ át cát canh ý nghĩ. Nếu bị Việt Nam có cái thái là nguyên ông được của nguyên thái thì có lúc rất là một phần cho dẫn đến cô cha thì ra chúa tại gia số 227 và dễ là chín của cô của thì đã dẫn là năm anh em có hà nội ký ra là cô và cô nhân hóa thì nghĩ từ chính nghĩ với cùng và thánh nghĩ cho cô chúa cô không nghĩ gì cùng cho mà cùng và thánh nhân ấy cũng nghĩ rằng là cùng chân chân đến lòng cho dân thánh trở thành tạm gia trị tương linh tháng ngày tám kia kia tháng ba kia cũng như công và chính nghĩa kia cả thanh niên cậu của đền sam sam không phải là đức phi ông trần là triều đại hàn trong ngày anh ta triều đại tình nghĩa không qua tình nghĩa toàn người cầu ta một tình an thăng bằng và kim thân lễ phục đồng thầy càng là tình nghĩa nhân bản lạc sinh nhân dân ý nhân nhất nhất tâm dẫn là trình đệ tử toàn nhân đã cùng tổ hành cầu tái lập và thanh nghi đồng qua thì vũ bản là mạnh là sinh nhân nhất tâm là điều vũ đồng quân dân thanh đồng nguyên đế văn đế thọ bản mạnh sinh tân liên tập hóa luôn nhau bị thừa tân liên phù nguyên đế sơn tân thủy bản mạnh nhà sinh nhân giác thi thân nhân liên tam bát tử nguyên đế vũ hoàng nhà anh bản mạnh nhà sinh nhân giác thi liên tam nguyên đế nghệ nhà nguyên đế trình vị vũ bản mạnh nhà sinh thanh nhân tân là liên nguyên đế vũ hoàng nhà định bản mạnh nhà sinh nhân thủy thiên liên nguyên đế định nghi phong bản mạnh nhà sinh nhân lục nhân văn tân là liên nam và đồng chi thương quân nguyên đế đại biểu cấp cao nhật chúa nhân gian tân là tu kim ma nguyên đế ta nhà ta nhận tân tịnh tân là liêu tiêu quan vũ bản đà ta sư tu nhất vượng hòa kim ngân đế và tịnh phú phú trần phú sơ và tiền thân tổ đốc công kim nam mô và phương vô lượng thường chúng tam bảo kim liên hòa công kim nam mô trần triều hiển thánh nhân vũ đắc tài cơ ma phở tiền là trần là triều hiển là thanh nghi vương ngọc phủ công vương ngọc mẫu vương vương phi phù hòa nhật ra thanh nhất tiền thi ngọc phở tiền này hạ trần là triều vương ngọc tử vương hoa chúng cơ vương ngọc pháp sa chúng ngọc quyết thiên hạ trần là triều vua vị đức quyết ông là chúng cơ vị đưa vị nhà vương là thủ nữ nhà thần là vị nhà tiền trần là triều đại an nhất đại an chúng vương vô qua cả văn lý con đồng đạo mộc kinh như lai trần là thủ nhân dân vô quốc an dân sa ta quý chỉ trừ tà như lai trần là thủ
công ngã chấn lên đồng khắp các tỉnh ở Nam, hữu an thế Nam mà chính thế gian ra từ vua trần triệu hội đồng cung vua tiên hà hữu nai chuẩn tả hữu vân hữu ban là lập về tài công dân nhân văn tình an thân thần là tình vua nhà kinh thiết tình doanh kinh trí cận là sơ kinh văn điện hình đoàn đa ba kỳ là hiền bá tăng nguyện thúc sinh cho tác nhân thần lệ tử hòa na di của ông công sớm trang dựng nên Long Thành, sớm trang dựng nên Trần Triều tông đối chết biên dũng dọc khi cho người thủy trang sinh niên. Trương phu trương quý khám linh thọ trường khi cho giúp mạnh khán cường quyền. Thank you.
ấy xem cũng đợt gần bé hoa. Khách gần xa cứ đầu về mãi ít hỏi khách rằng ai biết ai hay. Sơn lâm rừng vắng chốn này thập nhị tiên nàng.
dẫn người đã bước tới đô gieo mầm nhân nghe bắc dịp tổ vinh hoa lộc tài chúa mới ban già ia xuống ban ra quân quân mình họp để đàn tháng ngày ban cho tiên tôn tượng dày một tập cho nắm về lấy cho nhiều ban cho giải nhất sang yêu được nhân ý âm nói cho mọi nhà cao giúp cao càng cao giúp cao chú đi xuống đèo đèo cưới đèo chập trùng rồi lên chỉ đến tiên chúa đấy với thật quả như lời song thân than
than thở, gặp được thầy muốn ở rừng xanh, thương người hiếu thảo tính tình. Kim phụng hoàng thần cần thánh đế tin trục quyền, ta lắm là ân nghĩa
Sớ điệp kim ngân dâng lên, sớ điệp kim ngân ngài về tổ đội chép biến cho tường cung phù linh ghế tiến dâng. Dân an
khâm ni thường đi sắc lệnh đi ra bàn đi anh hùng nghỉ trong mấy cỏ xóm điều thì kèm xa khắp dài đại thần về truyền văn các quan tả văn yêu võ lương ban đáo đền lệnh truyền văn võ đối hàng hiền binh vạn mã hằng hà kéo dáng lệnh chiến thiên đội vạn cơ văn sớ dâng lên thượng lành văn sớ dâng lên trình quan giám sát chứng biến lòng thành phê cho thì đừng giàn suy tài tâm khai tính khai quán cho đồng từ thời bóng khi khôn ngoan thank you.
bảng niên đề soi soi ý đi ngoài sân lầu nhàn khói lòng lành buồn hoa đi đua nhịn đi trên nướng cành nghỉ xuân sang nghi ngày giám sát y yên đi ở quỳnh nghỉ y đầy vỡ mọi miền ngài quán cai chốn điện đài uy nghiêm lòng
lòng phép thần thông chỉ dũng ai đường ngự trên hắc hồ y cường đi mây về gió mà bốn phương quang độ dạng như ba nàng thế giới tưởng đường trầm luân bế vô tìm đường lánh xa nhã vượt sông mê bờ giác tới nơi non tiến cành bụt bầu trời tây phương thế giới mà đón người tiên tu trịnh giang biên na doanh ngân lai lá nghi đôi vầng hồng thì sáng dạng là mình tuần tu kiểm soát có cái vàng trần thế gian mình về tấu đôi đôi chép biến cho tường quân phủ lính ghé tiến dâng nghỉ
Quan tâm phù
nấp bề đông. Vào la lam mỹ họa đổ lấy nước nghi về tuần vương nghi về tuần vương lại ngược dưới tuyên quang nghi dạo nơi núi thẳm sông ngang nghi cắm xào chơi bên na hàng vài ngày. Lệnh chung thuyền theo mây ngược thác lào thác mẹ lại thác quầy khi quầy mẹ quầy súng có khi thác tiền anh vũ lại đi xưa tài chảy xuống kinh môn đi sau sông chân cả càn khôn theo dòng sông cái đổ dồn về xuôi triển ra dịp cổ ô bắc sông Ngân Hà liền hàng tinh tú bày ra y ngang rời. Thank you.
khoang đi dâm nhang thầm cử dị hồ khe khoang chiếu đan duyên ngả tích tắc cũng già ngờ kim phục hoàng thân phật thanh đi tiên trục đường ca lăng tâm gia ân đi từ khi bật chúng sinh cô ngã kim đình kỳ khe khoang chiếu đan duyên văn sớm dâng lên thương nài văn sớm dâng lên trình quan đệ tử chép biên dõng dọc thì cho đôi chữ trường sinh nhị tam tòa tụ đôi chép biên xoắn tường cùng phủ lĩnh ghê nhất tâm thánh giá thánh hải hồi cung đệ tử con đi không đồng phục thủ tiến bản văn chầu quan đệ ngũ tuần tranh vừa gặp lúc y nghi bể yên sóng y lặng nghi chào thần đi thứ tử y dưng huy y
diện phán các quan ông lớn về, diện phán các quan Tả Văn Cưu Võ Lương Ban Đáo Đền, trước là khám xét bản đền, sau ra tu chóc khi ta gian phen này, ra oai trần thế biết tay. Sứ trang dựng nên Long Thành, sứ trang dựng nên quan cần đầu đối, chép biến rõ rõ phi cho đôi chữ tròn xinh. Thank you.
bên sông Tranh. Nhớ người cha xinh tài danh, chí quang lớn tuyệt vời. Dẫu dòng nước chảy cánh bông Huế trôi, sông Tranh nghĩ dù cả công quan lớn tuân còn ghi. Khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuân lập liệt thần cơ. Đâu đó phục thờ kinh giang thiết lập chính đường lên Tuần Tranh. Cảnh âm thanh, cảnh âm thanh nhiều về lịch sử vốn đặt bấy từ phen ngự cánh thành đài đào tiên quê huệ run vầy sướng. Vừa gặp hồi bể yên sóng lặng nghỉ, các bách thần chi tặng phóng công nghi. Quan lớn Tuần Tranh lâm liệt oai hùng, cứu dân hộ quốc phòng công tướng tài. Một con huyền tích xưa công đức, cuối xin hoàn ban phúc xa. Xin quan bờ lượng thái hà, đổ cho non nước nhà nhà hưng long. Sầu thôi quan lớn ngài trở ra đi, cưỡi trên thần phú uy lên sầu thượng nghi. Thiên thánh gia thánh ngài hồi cung, tiên thánh trên ngàn ni dừng văn, tiên thánh trên ngàn đấm ni cuông tuần quan ni ra đền đền chứng tây trên thượng đền do cuốn ni dừng cây nghi. Ở trên ngàn tờ gió quân mỹ dùng cây, dưới khe cá lần một đàn chim bay về ngàn. Cánh quy nguyệt đi tựa sau hình ngờ lặn sao
than thói xanh bán nguyệt mới quan quan chiều vào gặp mà cảnh quan thấp lầu cao
trình phật thánh sau trình vua cha, con xin lên đứng vùng châu vàng. Đường đi tiền tòa sáng soi bên đôi ngàn đôi hoa, đuộc 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 tiền tòa sáng lúc linh bên lâu đẹp làm sao. Soi cho cuộc dân cường, suy trong năm Việt bốn phương thái hòa, sông năm ai sang tỏ gần xa, soi trong non nước bốn mùa thêm xuân đi, đường ai sáng tỏ xa gần, soi cho đúng áo trăm nấn mỹ mọi loài. Soi về đồ cho chúng dân, sóng mương tiếng bắn nước người vang. Dốc 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 cao mặt dốc đi băng quang đèo đâu lại đèo cao. Dốc dốc cao mặt dốc đi băng quá đèo, băng quá đèo đâu lại đèo cao. Đến ngàn châu hải bông hoa, hoa bông hoa hải hoa bạc tiền đến đây, biết bao thanh đồng chờ mong ban khê, biết bao thanh đồng chờ mong ban khê. Tiên tiên lãng vin cành, con cao đúng đỉnh một mình hái hoa, lửa hoa thơm mang về rất mộng nghi, bông hoa nào mãi chẳng phô tươi. Tiền tốt lụa đầy bán cho tiền tốt lụa dày bọc lông cho lắm từ
người bách điều sớm chiều ca vang, tay gơi biên bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sáng đời đời, đem cho các ghế đời đời giàu sáng. Đôi túi bao xa, quý bao xa lên ngàn hai bông hoa, hai bông hoa hai hoa mang về đến đây, biết bao thanh đồng chờ mong ban khen, biết bao thanh đồng sợ người bán vốn đi dòng công như chúa thiên thái. Giáng sinh mình họ rơi quyền cái trên thương mát nghĩ quyền trầu cái bảo lạc đất họ ra sau câu ơi đừng quên nhé, chúng con mong chờ.